Chào mừng các em học sinh khối lớp 5 trường tiểu học Trung Nhất đến với tiết lịch sử tuần 27. Mời các em quan sát bức ảnh sau. Các em có biết đây là cảnh gì và diễn ra ở đâu không? Các em biết không, một tháng sau ngày toàn thắng trận Điện Biên Phủ trên không, trên đường phố Kleber giữa thủ đô Paris tráng lệ, cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh chào đón một sự kiện lịch sử quan trọng của Việt Nam, lễ ký kết Hiệp định Paris. Giới thiệu với các em, đây là khung cảnh buổi lễ ký kết Hiệp định Paris diễn ra tại Pháp. Bài học hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về điều này thông qua bài Lễ ký kết Hiệp định Paris. Nội dung bài học hôm nay các em cần tìm hiểu. Thứ nhất, vì sao Mỹ buộc phải ký kết Hiệp định Paris và khung cảnh lễ ký kết. Thứ hai, tìm hiểu về nội dung của Hiệp định. Và thứ ba, tìm hiểu về ý nghĩa của Hiệp định. Chúng ta đi vào nội dung đầu tiên. Mời các em mở sách giáo khoa trang 53 và cùng xem thông tin sau để tìm hiểu về hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Theo các em, vì sao Mỹ buộc phải ký Hiệp định Paris? Dựa vào thông tin trên, chúng ta thấy, sau những thất bại nặng nề ở cả hai chiến trường Nam và Bắc, Mậu Thân năm 1968 và Điện Biên Phủ trên không năm 1972, âm mưu kéo dài chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ buộc phải dập tan, nên Mỹ buộc phải ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Mời các em tiếp tục theo dõi thông tin sau. Hãy mô tả sơ lược lễ ký kết Hiệp định Paris. Chúng ta thấy, lễ ký kết Hiệp định Paris được diễn ra trong một không khí tưng bừng náo nức. Ngay từ sáng sớm ngày 27 tháng 1 năm 1973, cờ đỏ sao vàng, cờ nửa đỏ nửa xanh giữa có ngôi sao vàng được treo đầy đường phố Kleber Paris. Nhiều nơi xuất hiện khẩu hiệu ủng hộ nhân dân Việt Nam. Tòa nhà trung tâm các hội nghị quốc tế ở phố Kleber được trang hoàng lộng lẫy. Đội cảnh vệ quốc gia Pháp đội mũ đồng bóng loáng, gươm tuốt trần đứng nghiêm. Tại phòng họp lớn của tòa nhà, dưới ánh sáng của những chùm đèn pha lê, trước sự chứng kiến của các nhà ngoại giao và nhiều phóng viên quốc tế, đại diện các phái đoàn tham gia đàm phán ký vào các văn bản của Hiệp định. Bộ trưởng Nguyễn Duy Trinh và Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình, đại diện cho phía cách mạng Việt Nam, đặt bút ký vào văn bản Hiệp định, lúc ấy là 11 giờ, giờ Paris. Đó là một trong những giờ phút lịch sử thiêng liêng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước sau 18 năm, với biết bao gian khổ của dân tộc. Các em hãy so sánh hoàn cảnh của Mỹ năm 1973 với hoàn cảnh của Pháp năm 1954. Chúng ta thấy thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đều bị thất bại nặng nề trên chiến trường Việt Nam. Giống như năm 1954, Việt Nam lại tiến đến mặt trận ngoại giao với tư thế người chiến thắng trên chiến trường. Giống Pháp, Mỹ buộc phải ký hiệp định với những điều khoản có lợi cho dân tộc ta. Chúng ta cùng tìm hiểu về nội dung của hiệp định nhé. Các em dựa vào thông tin trong sách giáo khoa và nêu nội dung cơ bản của Hiệp định Paris. Hiệp định Paris nêu rõ 4 điều khoản quan trọng như sau. Thứ nhất, Mỹ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Thứ hai, phải rút toàn bộ quân Mỹ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam. Thứ ba, phải chấm dứt dính líu quân sự ở Việt Nam. Và thứ tư là phải có trách nhiệm trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam. Dựa vào nội dung trên của Hiệp định,
Các em thấy Mỹ đã thừa nhận điều quan trọng gì? Chúng ta thấy Mỹ đã thừa nhận sự thất bại trong chiến tranh tại Việt Nam, công nhận hòa bình, độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Hiệp định Paris có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Việt Nam? Phần thông tin còn lại cho ta thấy, Hiệp định Paris đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam. Đế quốc Mỹ buộc phải rút quân khỏi nước ta, lực lượng cách mạng miền Nam chắc chắn mạnh hơn hẳn kẻ thù. Đó là thuận lợi rất lớn để nhân dân ta tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là ý nghĩa quan trọng của Hiệp định Paris. Chúng ta thấy, mặc dù cố tình lật lọng, kéo dài thời gian đàm phán, cuối cùng ngày 27 tháng 1 năm 1973, Đế quốc Mỹ buộc phải ký Hiệp định Paris, công nhận độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, cam kết rút quân và chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam. Có được thành công của Hiệp định Paris, nhân dân ta đã đổ bao nhiêu xương máu trong 18 năm gian khổ hy sinh, kiên cường chiến đấu. Hiệp định đánh dấu một bước thắng lợi quan trọng, có ý nghĩa chiến lược. Nhân dân ta đánh cho Mỹ cút, tiếp tục đánh cho ngụy nhào, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, như câu chúc xuân của Bác Hồ năm 1969. Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, tiến lên chiến sĩ đồng bào, Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn. Các em vừa tìm hiểu nội dung bài học. Bài học hôm nay các em cần ghi nhớ. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, tại Paris đã diễn ra lễ ký kết hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đế quốc Mỹ buộc phải rút quân khỏi Việt Nam. Đồng thời các em cần ghi nhớ nội dung cơ bản của Hiệp định Paris và ý nghĩa của Hiệp định Paris. Tiết lịch sử đến đây đã kết thúc. Cô chúc các em tiếp thu bài hiệu quả. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại.